Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, giao chỉ tiêu thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản của các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, đặc biệt là các vụ không thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng, Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp vừa ký ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo dõi, thi hành án dân sự hành chính của các cơ quan thi hành án địa phương năm 2022, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo xác minh, điều kiện khi thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật và việc thi hành án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, đăng tải đầy đủ đúng quy định, thông tin của người thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn của tổ chức thẩm định, bán đấu giá tài sản lên cổng trang thông tin điện tử về thi hành án đấu giá tài sản, đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về việc trên tổng số có điều kiện thi hành, quyết định nêu rõ. Tổng cục thi hành án dân sự yêu cầu tiếp tục thực hiện thi hành hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ thi hành án về sự tham nhũng kinh tế, đặc biệt là các vụ việc tổ chức của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Theo kết quả thi hành án của các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách của nhà nước đảm bảo đạt tỷ lệ thi hành án xong việc và tiền trên tổng số có đủ điều kiện thi hành cao hơn năm 2021, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên thẩm định giá, bán đấu giá tài sản khi thi hành án, đồng thời giải quyết xong ít nhất 97% dân số đơn thư khiếu nại, tố cáo tích cực tham gia, chống phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động kéo dài, hạn chế việc phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự, quyết định dứt điểm các vụ việc bồi thường cho nhà nước đảm bảo tài chính. Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, nhưng sau ngay khi có các biện pháp giãn cách được nới lỏng, các cơ quan thi hành án đã được thu trên 5.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thi hành án lên 9.000 tỷ đồng. Kết quả thu hồi tài sản đối với các việc tham nhũng kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo cũng đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, hàng loạt vụ việc phải thu hồi số tiền rất lớn đang gây đau đầu cơ quan thi hành án dân sự trên cả nước.